Biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hậu quả tăng mật độ nước biển, thay đổi lực gió, làm tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt và gây ra sự thay đổi trong hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Nguồn lương thực, nước sạch, một, chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo, đầu tư vào năng lượng mặt trời và gió. 2. Khuyến khích tiết kiệm năng lượng trong các ngôi nhà, công ty và các ngành công nghiệp và sử dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng. 3. Bảo vệ và tái tạo các sinh thái như đầm lầy, rạn san hô và các vùng đất ngập mặn để duy trì sự đa dạng sinh học và giữ cho các loài động vật và thực vật sống sót. 4. Tăng cường ứng phó với thảm họa tự nhiên, xây dựng hạ tầng chống lụt lội và cứu hộ, di dời các khu dân cư dựa trên dự báo tăng mật độ nước biển và thiên tai. 5. Tăng cường giáo dục và tạo nhận thức trong cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu. Những hành động nhỏ này khi được thực hiện hàng ngày có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với môi trường.